0 giờ ngày 5 tháng 5, Sơn Tùng MTP ra mắt ca khúc Making My Way, sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án mà ca sĩ lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Với sản phẩm lần này, nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng cởi mở hơn với người hâm mộ. Bởi trước đây, giọng ca sinh năm 1994 chỉ đăng tải thông tin trên fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới. Còn với Making My Way, Sơn Tùng MTP mở hẳn livestream để giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành với người hâm mộ. Dự định là thế, nhưng chỉ live được ít giây, Sơn Tùng đã bị sập livestream nghi vi phạm chính sách cộng đồng của TikTok. Một số nguyên nhân được đưa ra là vì nam ca sĩ vừa lái xe vừa livestream. Sản phẩm mới của Sơn Tùng ra mắt dạng audio và MV Visual Live, dạng MV đầu tư nhiều về mặt hình ảnh đồ họa, thường được dùng để quảng bá bên cạnh MV chính thức. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Sơn Tùng kết hợp với Justin Bieber gây nhiều chú ý. Chính vì vậy, khi nghe Sơn Tùng thể hiện ca khúc Making My Way một mình mà không kết hợp với các ca sĩ quốc tế khiến nhiều người hụt hẫng. Sơn Tùng MTP mong rằng với Making My Way, anh thể hiện được tình yêu âm nhạc trong suốt 10 năm qua. Ngoài ra, với thông điệp Making My Way, tạo lối đi riêng, Sơn Tùng MTP còn muốn thể hiện tinh thần bứt phá, không bao giờ đi vào lối mòn của mình. Try to keep you alive.